Rồi mấy hôm nay giả về nhiều lắm nha các bạn, nhưng mà không có thời gian mình đăng trên Facebook này kia các bạn, không có thời gian chụp phần khúc giải mình đăng lên ha. Thì hôm nay mình quay mình đăng TikTok nha các bạn, giới thiệu với các bạn giả về rất là nhiều luôn. Giải mình bán ký nha, có bán livestream trên Facebook nè. Rồi đây là lụa Pháp nha, Latin ha, về rất là nhiều nè, đang bán thử ha. Hàng rất là mềm mát, coi nó giãn cốt nè, Latin lụa Pháp. Còn đây là kim sa nha, kim sa lấp lánh luôn, rất là nhiều luôn nè mọi người, nhiều màu sắc ha, màu gì cũng có ha, còn mấy màu dễ bận thôi ha. Nè kim sa nè, lấp lánh luôn ha. Rồi nè, von hàng cây nè, có ha, hổng ngày bán von được lắm ha, nha von nè, von chinh phong. Còn này là con nè, con hàng đẹp không nè bạn, con hàng đẹp không luôn nè bạn ơi, hàng tiễn không ha. Nè con nè, chân bông ha, chân bông, con chân bông nè, đầy đủ ha. Nhí cho bé ha, con nhí cho bé nè, đầy đủ luôn ha. Rồi còn này là giải màu trơn ha, trơn mình có phi lụa trơn, rồi lụa ngọc trai nè, lụa ngọc trai rất là đẹp luôn nha, lụa ngọc trai, rồi lụa ngọc trai nữa nè, rồi satin mango trơn có đủ ha, cũng màu ha. Nhà cái lụa trơn thì mình bán 30.000 thước, ở ngoài tiệm thì bán 50-60 ha, bán 30.000. Rồi mấy cái lụa mango thì mình bán 140 một ký, thì cỡ một bộ cỡ ba mấy bốn mấy ngàn bộ mà. Nè quên, lụa mình có đủ ha, satin cũng có ha, satin nè bạn, satin nè, bữa chị lên, cái chị trong xóm mình lên đồ cũng rất là đẹp ha, lụa mango đủ loại chưa ha. Còn nhiều lắm, thun có thun luôn ha, ngày này về có thun luôn ha. Nè, còn nhiều chưa khui hết ha, mình bán ký bỏ sỉ này kia đầy đủ ha bạn. Nào đây là thun ha, thun thun lạnh nè, thun lạnh nè, mùa này bạn thun lạnh bao mát luôn, rất là đẹp luôn ha, thun lạnh ha, thun păm ha, thun này thun păm nè, thun păm nè, lanh nè, lanh nhung nè, lanh nhung bên 3D nha bạn, lanh nhung bên 3D hàng cao cấp ha, 2m có 9 mấy ngàn ha, cao cấp nhưng mà 2m 9 mấy ngàn ha. Còn cái này là lụa mango bên 3D ha, mình lên áo dài tầm váy cũng rất là đẹp luôn nha. Nè cái này thun nè, thun thun ati ha, cái này thun ati, thun ati hàng và thun ati thái nha mọi người, đầy đủ hết ha, mẫu mã đầy đủ hết nha, mình mua về mình may hoặc là mình bán lại đều bao lời ha. Nè hàng rất là đẹp luôn nè, hàng này chính phẩm nha, mà mình bán chính phẩm và hàng kiện chung luôn nha. Đó, thun nè nhiều lắm, mình chưa có thời gian ship giải lên hết nè, còn nhiều lắm. Mấy cái này là ship rồi ha, on nè, on nha, on nè, bạn mùa này bạn bao mát luôn nè, nè lấp lánh luôn ha, giải đủ lỗ, giải đủ mẫu luôn, mình không phải mà lên hết nổi được, quá nhiều luôn. Rồi rồi von thiêu ha, von thiêu nè, von thiêu nè, nhốt chưa, lưới thiêu ha, von thiêu, rồi lon von dệt ha, cái này rồi von lưới, von lưới hoa mai ha, đủ ha. Von thiêu nè, von thiêu và ngoài ra nó còn ép hoa nữa, von thiêu và nó ép hoa trên này nữa nha, nè ép hoa luôn nè, rất là đẹp luôn. Rồi bữa tối á thì mình có thường mình livestream ha, mình livestream mình bán trên mạng bán trên mạng nữa. Đây là đơn của khách nè, đơn của khách này rất là nhiều luôn nè, đơn của khách nè rất là nhiều luôn, bán livestream trên mạng nha các bạn. Nè ở đây đang chốt đơn cho khách nè, đang chốt nè ha, là mấy bạn mua á, rồi mình là xem lên xem livestream là mình sẽ đóng đơn ra có nhà luôn. Trước khi đóng á mình sẽ chụp hình mẫu giải, cái mẫu giải bạn lựa ha, chụp hình đầy đủ luôn, rồi mình ghi giá tiền nhớ tiền gì đó, rồi mình gửi qua cho bạn, bạn ok cái mình gửi tới nhà nha. Đầy đủ luôn ha, đây giải có chốt rồi nè, giải giải bỏ bọc là chốt rồi hết nè. Ngoài ra còn đây nữa nè, nhiều lắm nè, mấy cái này mình chưa treo lên hết ha. Như này là cũng lanh nhung ha, lanh nhung 3D nè, trời lên lên đầm này kia rất đẹp ha. Nè lanh nhung 3D nè, hàng này hàng chính phẩm nè, kim sa nè, kim sa. Còn như thằng này lụa hàng châu nè, 2m giải là 3 mấy ngàn ha, rẻ nè, thun ha, thun nè, nhiều lắm, kim sa nữa nè, mền ha, có bán mền ha, mền nhung nha, mền nhung nha, rất là mềm mịn mát luôn. Rồi
này giải lót nè, lót đủ màu, không ngờ bán lót dữ lắm luôn á, quá trời lót luôn, lót mình bán rẻ lắm, lót 2 bông tai nè, chắc chắc là nó là chắc nó độ nó không quá dày nghe mà cũng không mỏng nghe, vừa phải, mét 9.000 hay 100.000 ký, lót 2 bông tai nha, người ta bán 15.000 mét luôn á, mình bán 9.000 thôi. Nè quanh cây nè, nhóc chân không ngờ cắt bán bớt đó, bán bớt hết mấy cây đó, hàng mới về, bữa nay mới đăng quảng cáo nè mọi người ơi. Nè sọc nè ha, dễ nỉ nhung ha, cũng có luôn ha, rồi cà tê nè, dễ ít cà tê nè, cà tê nè chưa có đăng lên bán hết nữa, không có thời gian luôn các bạn ơi, không có thời gian luôn, bạn nào ở Rạch Giá Kiên Giang chạy qua coi chó giảng nè, mình lại chim thì ấy nè, quá trời luôn cà tê nè, nè dễ lót nè, rồi giải có giải trắng mai mai đồ học sinh nữa ha, có giải trắng mai đồ học sinh nè, nè các cái siêu nha, các cái siêu hàng xịn hơn A9000 nữa ha, các cái siêu ha, 38.000 mét, rồi lúc đầu về là 40.000 sổ 38.000 mét, rồi rồi cái lưới này là in 3D luôn nè ha, đó quá trời luôn, không ngờ chút đơn mấy ngày nay quá trời mệt rồi, rồi nè đủ loại luôn nè, con thiêu nè, con thiêu con in 3D và đủ thứ luôn ha, trời thằng này bán được lên đầm váy này kia xịn lắm, bán bộ mấy trăm ngàn chuyện bình thường nha mấy bạn, mấy bạn biết mai mà mua về mấy trăm ngàn là chuyện bình thường, mà khúc giải bạn mua chỉ có mấy chục ngàn thôi ha, chủ yếu là tiền công nó hơi mắc thôi, chứ giải bán giải ký là bao rẻ nha bạn, bao rẻ là đủ loại chứ mình chưa có thể nào mà đăng lên hết được ha, quá cho nhiều đó. Rồi rồi các bạn cứ coi livestream là trên giải ký Kim Ngọc nha các bạn, Facebook giải ký Kim Ngọc nha, hoặc là Zalo 0835 353507 kết bạn với mình nha, cần mẫu giải gì thì nói mình gửi qua nha, rồi cảm ơn bạn.